Em à, đám ma của em anh không thể thắp cho em nén nhang được, bởi vì anh nghèo. Anh nghèo cho nên anh mới chơi đá. Bây giờ anh sẽ nhảy cho em coi dòng hồ em có ở đây không. Nè em nhìn anh đi, vô. Đó, đó, thấy chưa? Đó, điệu nhảy này em thích lắm nè, đúng không? Đó, 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 anh sẽ giải bùa cho em. Anh sẽ cho em siêu thoát. Rồi ok, bây giờ anh sẽ nhảy cho em coi nha. Vô, nhìn nè. Đó, đó. Má với đầu với trời, mô Phật. This is great.